Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì nữa. Làm như đàn ông vợ dơ lắm hay sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Chứ chú là chú gọn gàng đó, chú cũng bê bối lắm. Nhiều khi đôi khi không sạch sẽ. Thì em là xem em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là quyết tâm. Vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Thì, khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại. Nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên vậy ạ. Trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp? Em nếu mà cho... Làm gì đừng có nói tội nghiệp người ta nó bị rung nữa. Nói nhiều là thích gái tóc dài tóc ngắn. Mời nhà trai. Rồi, giờ anh trai ngồi đi em. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Đầu tiên tôi xin kính chào nghệ sĩ Quyền Linh cùng với lại tất cả quý vị khán giả cùng với lại các bạn đang xem trên đài truyền hình. Tôi tên là Đào Tiền Phương, tôi sinh năm 1991 và tôi đến từ Phú Thọ. Tức là Phú Thọ là đất tổ vua Hùng đó đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ, chào chú Quyền Linh ạ, chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay ạ. Con là Kim Ánh, năm nay em 25 tuổi và hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của em là kinh doanh online và em đến từ Vĩnh Phúc ạ. Hôm nay mình ghi hình là mình bay từ Hà Nội vào. Dạ vâng đúng rồi ạ. Cũng từ Hà Nội mới bay vào luôn. Dạ vâng. À vậy là hôm nay các bạn từ Hà Nội bay vào hết luôn. Có biết đâu hôm nay các bạn sẽ về chung một chuyến bay. Em vẫn chưa đặt lịch vé máy bay về ạ. Xong câu chuyện ngày hôm nay sẽ đặt. Bạn gái đặt máy bay chưa? Dạ chưa ạ. Rồi, hôm nay chúng ta cùng đặt nha. Dạ vâng. Chắc nghi hai bạn này đặt trễ quá, xong rồi còn hẹn hò, còn đi dạo Sài Gòn nữa. Đúng chứ. Rồi. Dạ cũng mong vậy chị ạ. Vâng. Tiến Phương là làm công việc gì? Trước đây một ngày thì công việc của em là làm tổ trưởng quản lý bộ phận sản xuất ở bộ phận camera của công ty điện thoại Samsung ạ. À, camera. Chứ gái ở dưới khu công nghiệp Bình Xuyên 2, Vĩnh Phúc ạ. Còn bên nhà gái làm công việc gì nhỉ? Dạ em kinh doanh online và chạy quảng cáo chứ. Bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là một người khá là thân thiện, hòa đồng và biết lắng nghe người khác cũng như là quan tâm người khác. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Thì, khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại. Nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên vậy ạ. Rồi còn em trai điểm mạnh điểm yếu là gì? Trước tiên em xin nói về điểm mạnh của em thì điểm mạnh của em là đầu tiên là cái khả năng tự lập, em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác và có lòng thương yêu vị tha với lại những hoàn cảnh trường hợp khó khăn ạ. Điểm yếu đầu tiên của em đó là em không biết cách giữ tiền. Nói tới 4 lần mới ra được cái chữ giữ tiền. Yên tâm, sẽ có người giữ giùm cho em. Vâng, đấy là mục đích mà em hôm nay đến để tham gia chương trình ạ. Hay quá, vậy bên kia giữ tiền được không nè? Dạ được chú ạ. Rồi, khỏe luôn. Bây giờ mình nói về tình trường đi. Dạ thì em cũng đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Còn yêu cũng hầu hết cấp 3 thì bắt đầu yêu rồi ạ. Mối tình dài nhất thì là 3 năm ạ, thấp nhất là 8 tháng. Còn bên kia thì sao? Dạ thực ra em thì mới trải qua có hai là bốn thôi. Có hai mối tình ạ. Và một dài và một dài một ngắn ạ. Tức là mối tình đầu tiên của em đấy là mối tình em kéo dài trong vòng 3 năm. Đấy là trong mối tình thời gian mà em đang đi làm việc ở bên nước ngoài. Nước ngoài em làm ở đâu? Ngày trước em đi Đài Loan ạ. Em gặp gỡ và quen biết bạn đấy ở bên Đài Loan. Đài Loan luôn. Dạ vâng. Rồi 3 năm rồi. Sao chia tay? Cũng yêu nhau, cũng hợp nhau và cũng có cùng chung quan điểm, nhưng mà sau này về sau thì là giữa em và bạn đấy có những cái quan điểm và những cái lối sống khác, chia tay ạ. Là em quen một bạn khác. Dạ vâng. Thực ra thì mối tình thứ hai thì thực ra mà chỉ diễn ra trong vòng khoảng 6 tháng thôi ạ. Giờ tôi phải qua tôi nhìn mặt coi sao mà hồi hộp không? Ủa, chị lúc hèn gì nói chuyện
có một câu một hà mà cứ nói đi nói lại tới ba bốn lần. Nó em có hai là rồi hai rồi tụi nó sáu mối tình luôn. Cái điểm em đó là thỉnh thoảng hồi hộp thì em hay bị cà lăm lắm á. Ông mà rất là dễ thương mà cà lăm rất là dễ thương luôn á. Sắp tới nè, mình sắp có bạn gái nè, bây giờ mình nói về cái mẫu người yêu lý tưởng của mình đi. Em không có một mẫu người yêu lý tưởng nhất, là đơn giản em chỉ cần mong muốn một người bạn gái đấy là có lòng vị tha, biết đối xử tốt với mọi người, biết có sự yêu thương bao dung với lại mọi người. Với em như thế là đủ rồi. Thì em quan trọng về tâm hồn con người hơn là cái vẻ bề ngoài. Trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp? Em nếu mà làm gì đừng có nói tội nghiệp ta nó bị rung nữa. Nói nhiều là thích gái tóc dài tóc ngắn. Em thích phụ nữ tóc dài và có chiều cao tối thiểu là 1m50. Ừ đó, mình nói ra cái quan điểm của mình. Còn cái chuyện mà mình gặp được ý trung nhân của mình nó có giống như là mong muốn của mình hay không, đó là chuyện khác để chị. Được chưa? Giống không? Quá tuyệt vời. Tóc dài, thân hình rất là cân đối, phải nói là ba dòng rất là đẹp. Được không? Dạ, con chào chú ạ. Trời ơi. Dễ thương không? Được à. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào con? Mẫu hình lý tưởng thì cao trên 1m7 là được ạ. Ưa nhìn một xíu. Em cao tròn 1m7. Và sao nữa? Gọi là đàng hoàng sạch sẽ là được ạ. Trời ơi, mình để thơm phức. Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì đó. Làm như đàn ông dở dơ lắm hay sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Thì chú là chú gọn gàng đó, chú cũng bê bối lắm. Nhiều khi đôi khi không sạch sẽ. Không, ví dụ như là ở nhà thì như thế nào cũng được, nhưng mà ra ngoài thì chỉnh chu một xíu. Chú cũng ít chỉnh chu lắm. Chú cũng mang dép mà mặc sờ lõn đi ào ào vậy đó. Bên kia cao mấy quên rồi ta? Vừa tròn 1m7. Rồi, ngon lành luôn. Hỏi coi đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái. Em tự tin 100%. 100%. Bây giờ con không thích điều gì đàn ông nè? Con không thích bạn nam hút thuốc nè, da trưởng hay ghen. Có ghen không? Em thực ra thì em cũng chuyện đời thì em cũng hiểu, tự nhiên là em sẽ phân biệt được đâu là lúc nên ghen và lúc không nên ghen ạ. Lúc nào nên ghen nói nghe thử. Thực ra đây là một trường hợp cụ thể thì mới có thể nói, bây giờ mình không thể nào mà ví dụ như thấy bạn gái mình cứ cắm cúi nhắn tin hoài, có ghen không? Trong một mối quan hệ giữa hai người thì em đề cao sự minh bạch. Nè tôi nói nghe nha, nếu mà quen cô bên đây là ghen dữ lắm luôn á. Mà ghen dữ lắm á. Dạ em có thuốc dạy nhưng mà em đang cố bỏ dần. Bây giờ mình hỏi ý kiến người nhà nè. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan xinh quá. Vâng ạ, em là Thùy Linh ạ. Thì thấy bạn bên này thì cũng có một cái điều kiện là cũng phù hợp, là đấy là gần nhà mình đấy. Phú Thọ thì sang Vĩnh Phúc nhà mình thì nó chỉ qua một cái con sông tí tẽo thôi. Đó, còn những cái khác thì em nghĩ là chắc là Kim Ánh qua quá trình nói chuyện thì tự em ấy sẽ cảm nhận được, vì qua ba mối tình thì cũng đã có nhiều cái trải nghiệm rồi. Vâng, em cảm ơn. Đấy. Rồi, bây giờ em đi với ai? Em đi với một mình ạ. Rồi, bây giờ thì mình mở rào ra, hai bên nói chuyện để tìm hiểu lẫn nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi. Bong 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 bong. Dạ anh rồi. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng chưa biết phải nói gì, thì hôm nay anh đã tự tay chuẩn bị một đi ở đất Sài Gòn này, đã chọn một bó hoa dành tặng cho em. Dạ vâng, anh cũng em cũng có một cái món quà tặng anh, đấy là một cuốn sách có tên là Hiểu Về Trái Tim ạ. Tặng em nhé. Anh cảm thấy em sao ạ? Anh thấy em là một người dễ thương. Thực ra trong lần đầu tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa biết được nhiều, nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ dễ anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh. Wow. Đứng hình luôn rồi chú ơi. Em cảm ơn ạ. Em cảm thấy thì anh cũng là một người cũng khá là hòa đồng này, và có một đôi chút là hơi gọi là chắc là hơi run nên là anh hơi bị cá lăm một xíu. Đấy, còn về ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn.
Và em thì em không quan trọng về cái ngoại hình, nhưng mà sau mà khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng thấy là cũng có khá là nhiều cái tương đồng với em. Theo anh thì quan điểm, anh có quan điểm như thế nào về tình yêu nhỉ? Quan điểm trong tình yêu thì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, đấy là sự thật thà và sự tin tưởng, sự và sự tin tưởng lẫn nhau. Nói chung anh nghĩ rằng trong khi một mối quan hệ yêu đương thì là mọi chuyện mà mình nên rõ ràng với nhau một chút. Có những cái chuyện chứa cho dù đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì mình đều nên nói để mình cùng nhau chia sẻ, để mình cùng nhau vượt qua. Dạ vâng, em không biết là anh có phải là người cực kỳ nóng tính không ạ? Thực ra thì anh nóng tính thì anh là một người trầm tính, nhưng mà lúc khi anh nóng, anh cũng là người một người kiềm chế cảm xúc của mình. Điểm yếu của anh đấy là anh cũng không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà cái cảm xúc nóng tính thì là không phải. Cái cảm xúc của anh ấy, thì anh không kiềm chế được. Nhưng mà những lúc nào mà anh còn nóng tính ấy, thì anh thường là anh rất là ít nói. Em quen anh mà em thấy anh, em hỏi mà em nói chuyện với anh mà lại thấy hỏi anh nhưng anh không nói gì, thì đấy là khi anh đang kiềm chế lại cái cảm xúc của mình. Anh nói thật với em là hôm nay là anh cũng không có ý định tham gia, anh cũng không có ý định tham gia chương trình đâu. Hả? Chương trình ép em đi hả? Và không, chương trình bạn muốn hẹn hò chị. Lúc đầu tiên là chương trình gọi điện cho em đã trúng tuyển, là bạn đã sắp xếp để bảo em là sắp xếp em đi tới để tham gia chương trình để quay ấy. Em mới gọi điện lên cho quản lý công ty. Thì là em xin phép được nghỉ 3 ngày. Mà công việc đấy thì em mới làm được có 6 tháng. Thì là cái lịch ngày nghỉ phép của em chỉ được là em chỉ có được nghỉ 1 ngày thôi. Thì em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là quyết tâm. Vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Vâng. Như vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về. Vậy thì em có hối hận nếu như ngày hôm nay em bị cho nghỉ việc không? Em nghĩ là không ạ. Vì sao? Anh nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều con đường để đi. Hôm nay anh gặp em, có thể là mình hợp nhau thì đấy là một cái duyên, mình đến được với nhau nên duyên vợ chồng thì đấy sẽ là một cái duyên. Còn nếu không thì hôm nay anh quen biết, anh sẽ có thêm một người bạn, anh có cơ hội được gặp mặt nghệ sĩ Quyền Linh. Chị Ngọc Lan. Cả chị Ngọc Lan, và thêm một lần em sẽ được đi lên trên truyền hình. Dễ thương quá. Cái quyết tâm thì thế, thật ra đàn ông là phải như vậy. Đúng. Anh thì mẹ anh đang bảo là nếu mà Tết này mà anh không chịu lấy vợ thì mẹ anh sẽ đuổi anh ra ngoài đường ở. Với em thì không quan trọng, tình yêu thì nó sẽ không có thời gian và sẽ không có khoảng cách. Tôi thích cái bạn này nói chuyện quá đi. Tôi cũng thích nữa. Rất là đàn ông. Ừ. Có trách nhiệm. Ủa gì, tôi không đàn ông hả? Tôi nói chuyện đàn ông hả? Rất là trách nhiệm, tôi nói anh rất là trách nhiệm. Hai bạn có thể giao lưu chút xíu về âm nhạc đúng đi. Đúng rồi. Hai bạn nắm tay nhau nào. À, chúng ta có thể hát cho nhau nghe một đoạn nào đó. Đứng xích ra đây, xích đi. Rung quá trời, rung rồi. Đây, hai tay đây, tay bên kia đó, hai bạn đứng đối diện nhau đó. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, nhưng môi đừng chạm môi. Em thấy là bạn nữ hát gì, xin hát không, gì xin đó không? Dạ, bạn nữ xinh lắm. Xinh đó. Mà bên đàn trai cũng rất là đàn ông luôn. Dạ. Chắc là tại vì anh gặp định mệnh nên anh gặp định mệnh của anh nên anh mới run như này. Chứ bình thường anh không run như này đâu. Trời dạ. Đất ơi. Hay quá trời đất ơi. Em trai, bây giờ em nhìn thẳng cô gái, em nói hết những cái suy nghĩ của mình. Thực ra thì hôm nay lúc trước khi gặp em ấy thì anh cảm thấy nó bình thường á. Anh chẳng thấy có vấn đề gì đâu, nhưng mà lúc ở sau ở đằng sau cánh gà thì anh không biết là chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là anh sẽ gặp được một người bạn gái, một người sẽ cùng mình hẹn hò ngày hôm nay. Mình trong lòng anh đặt rất là nhiều câu hỏi. Thế là anh không biết em sẽ là người như nào, chiều cao em như nào, màu mắt em như nào, tóc em có dài không? Có phải là người phụ nữ mà anh chờ đợi hay không? Nhưng mà thế gặp rồi thì anh thấy sao ạ? Thực sự anh ước gì mà anh có thể gặp em từ cách đây 32 năm về trước. Trời ơi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian.
gia đình bạn gái đang theo dõi chương trình, mình có thể nói chút xíu với nhà gái. Thì hôm nay trước chương trình bạn muốn hẹn hò thì con anh bình tĩnh cứ tiếp tục. Con cảm ơn hai bác sinh ra một người con gái xinh đẹp và hiền lành như này. Thì con xin phép hai bác cho con được công khai tìm hiểu. Cho con được phép công khai tìm hiểu con gái của hai bác và mong rằng hai bác sẽ có sự đồng ý của hai bác. Con hứa với hai bác nếu hợp thì con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Con sẽ lo lắng và chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhất có thể ạ. Thật ra chọc chút cho nó vui nhưng mà những cái điều đó rất là dễ thương luôn. Và đây là những món quà dành cho các bạn đôi hiểu và yêu nhau hơn. Xin được cảm ơn hai bạn. Cảm ơn ạ. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã bấm nút hẹn hò. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thiếu quyết liệt, hiền quá. Nãy giờ quyết liệt chưa? Quyết liệt à? Quyết liệt nha. Quyết liệt nên mới lên đây đúng không? Yêu phải quyết liệt chứ đừng có một nửa vời. Tháo mối tình nhưng chưa có mối nào lâu dài hết. Em cũng hơi đoản, làm hơi nhanh nên em có khả năng nhưng mà nó không có được perfect như là những người con gái khác. Nên em nghĩ là anh có thể làm chung với em. Em làm chung với anh rất là vui. Anh nói chung nhìn em thì cái đôi mắt em rất là long lanh, anh chắc anh sẽ làm thơ đi ha. Cảm ơn. Dạ. Đôi mắt em long lanh làm lòng anh xao xuyến, miệng em cười làm hồn anh lung linh. Nhớ về em mới gọi bé yêu ơi, mặc dù anh không nhớ tên. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào ban tổ chức, anh Nguyễn Linh và quý khán giả. Mình tên là Nguyễn Nhân Hoàng, năm nay 34 tuổi, hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Hoàng làm gì Hoàng? Em làm về trang trí bong bóng nghệ thuật á. Trang trí bong bóng nghệ thuật, cái dạ. Này hay nha, xu hướng mới đó. Dạ vâng. Cái này con nít thích mà người lớn cũng thích nữa đó. Chào Hoàng nha, bây giờ chúng ta sẽ nghe về sự giới thiệu của bạn gái nè. Chào các vị khán giả và chị Ngọc Lan và chú Nguyễn Linh. Con tên là Trần Thị Bảo Trâm, năm nay con 26 tuổi, đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc nhân viên văn phòng, cho thuê văn phòng á chị. Mình cho bên nhà gái biết chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Hoàng. Dạ vâng. Thì ưu điểm đó là gì? Hiện tại hơi rung đi chứ. Hơi rung thoải mái lên nào. Dạ. Thoải mái lên. Ưu điểm đó thí dụ như ưu điểm là. Dạ được vâng. Chào quý khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Thì mình xin giới thiệu thì mình ưu điểm thì. Ưu điểm là mình có hơi mạnh nè, mình thổi bong bóng nhiều, mình trang trí bong bóng cho các bé. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Ưu điểm là cao ráo nè. Đó. Đúng rồi, cao ráo, đẹp trai, đó là ưu điểm rồi. Của mình rồi. Cười có cái răng khểnh nữa. Đúng rồi. Rồi mình có cái điểm mạnh gì nữa mình nói cho nhà gái nghe. Mình có thể làm nội trợ nè. Đó. Lau chùi quét dọn thì mình làm được hết. Trời giỏi vậy. Lau chùi quét dọn mà có sạch không hay là lau chùi sơ? Kỹ không? Đó. Trời ngon lành. Mình không có hút thuốc lá, cũng không uống cà phê luôn. Quá giỏi luôn. Trời ơi. Tính tình mình thì kiên trì và ham học hỏi, thích đọc sách. Quá dễ thương rồi. Có cái tật xấu gì không Hoàng? Dạ có tật xấu thì thích ngủ và hay mơ mộng. Thì ngủ nhiều nên mơ nhiều á. Đúng rồi. Còn mơ mộng vậy gì mà xấu? Mơ mộng những viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai á. Ủa vậy đâu có xấu đâu. Cái đâu phải đó là tật xấu đâu. Nó hay làm cho bản thân mình mất thời gian á. Ủa ngủ lấy gì mất thời gian? Có thể là do bạn mơ mộng nhiều quá nhưng mà bạn chưa có đạt được thì bạn cảm thấy là nó bị mất thời gian và bạn cho đó là một cái điều không tốt đúng không? Dạ đúng rồi. Không. Thật ra cái này không, là sao phải mơ mộng, không sao đúng hết. Đúng rồi, chúng ta ai cũng có quyền được ước mơ. Cái đó là tốt đó. Ước mơ và khát vọng trong mỗi con người của chúng ta. Nói chung là Hoàng là anh thấy là ok đó. Hiền lành chân thực. Hiền lành. Nói chung là đi qua đây tiếp xúc chút xíu rồi thấy cái phần hình là thấy dễ thương được. Phần hình, phần bóng, phần trong sâu thẳm. Không có bóng. Ở đây không có ai bóng anh được. Bóng. Tự nhiên không có bóng đây, ai? Bóng bẫy, có bóng thể là bóng bẫy. Mắc cười quá bà mối này tự nhiên. Đi qua chị nghía giùm em rồi. Để sẽ... Dễ thương. Nhà gái dễ thương à. Dạ, chào chú Quyền Linh à.
Bây giờ con nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà trai nghe cái coi nào. Ưu điểm của con là rất là lạc quan, con sống rất là tích cực. Khi nào mà có tiêu cực thì con cũng dẹp nó trong vòng chắc nửa ngày là con hết. Dễ thương, cái này được. Kênh Facebook của nhiều người tôi thích cái điều này nhất. Có nhiều người cái gì cũng than, trời bữa nay thiếu tiền, trời bữa nay đau bụng quá, trời bữa nay tôi khổ quá, trời cái gì cũng than, thấy toàn lục màu tiêu cực cả. Trên Facebook cũng thế, chúng ta phải đưa ra những vấn đề tích cực. Như con là rất là ok luôn. Dạ, con cảm ơn chú. Còn cái gì nữa? Con rất là dễ hòa đồng với mọi người, con dễ nói chuyện với mọi người lắm. Tại do tính đặc thù của công việc của con là giúp đỡ người khác. Cái này giống như là cái bản năng của con luôn rồi. Quá tốt. Dễ thương mà. Dạ. Còn điểm gì chưa mạnh? Điểm chưa mạnh của con là hay quên. Cho là con tiêu cực cũng hơi cũng khá nhiều trong một ngày nên cái sự quên của con nó cũng nhanh lắm. Lâu lâu nó cũng áp vô công việc nữa. Nhưng mà rất là may mắn là sếp của con thì chị ấy cũng rất là bao dung. Vậy được rồi đó. Bên này rất là hiền lành luôn. Nhà gái thì dễ thương, sống tích cực. Như thế là rất là tốt rồi. Đường tình duyên của nhà trai sao mình thông báo cho nhà gái biết đi Hoàng. Em cũng trải qua cũng 6 mối tình rồi. 8 mối hả? 6 mối tình. 6 mối hả? Dạ vâng ạ. Cũng khá vậy ta. Khá đó. Mối ngắn nhất là nhiêu đi? Ngắn nhất thì cũng gặp nhau cũng là do là đi học á. Cũng được vài tháng à. Vài tháng, rồi mối mà dài nhất là bao lâu? Cũng gần 1 năm. 8 mối mà cũng chưa có mối nào dài quá hả? Dạ. 6 mối, tại 6 mối, 8 mối hoài. Lộn, 8 là tưởng ở bên đây. Trời đất ơi trời. 8 là tưởng ở bên đây. Trời đất ơi trời. Sau cái 6 cái mối tình đó mình thấy mình thiếu cái gì để mình chia tay 8 mối tình đó? Có thể là yếu điểm là có thể là thiếu sự quyết liệt. Thiếu quyết liệt, hiền quá. Rồi giờ quyết liệt chưa? Quyết liệt à. Quyết liệt nha. Quyết liệt nên mới lên đây đúng không? Yêu dạ. Phải quyết liệt chứ đừng có một nửa vời. 6 mối tình nhưng chưa có mối nào lâu dài hết. Mình thấy cái đường tình duyên của mình với bên kia bên nào nó trắc trở hơn? Em thấy ngưỡng mộ bên kia lắm chị ạ. Em hơi xui trong việc tình cảm đó là em chưa trải qua một mối tình nào hết. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Vậy là hên đó. Dạ, yêu nhiều mệt lắm con ơi. Con chưa có thích người ta hay là người ta theo đuổi con không cho người ta cơ hội? Thật ra thì con có crush hai anh. Hai anh đó vô tình không thích con. Còn những người mà crush con thì con lại không đang thích. Tập trung với hai người đó. Nên con không nhìn thấy. Tới lúc mà con không còn crush hai anh đó nữa thì xung quanh con không còn ai hết trơn. Đúng là cái này xui nè. Nên đó rồi rất là xui. Tức là cơ hội đến mà mình không đón nhận nó. Hơi đen. Mình cho nó ra đi đúng không? Vậy thì cái tiêu chí hai anh kia sao mà con kết hai ảnh vậy? Mấy ảnh nhìn vô làm con cảm thấy là mấy ảnh chân thật lắm. Với lại vững chắc á. Nói chuyện rất là dễ nghe rồi tự nhiên một câu chuyện nói cả ngày cũng nói hoài. Nên con nghĩ là hồi đó lúc đó là người đó cũng thích mình. Nhưng mà thật ra thì không phải. Đó là tại con nghĩ thôi. Nghĩ sao con không nói với người ta biết là con thích người ta? Lúc đó không có đủ dũng cảm để nói. Mai mốt mình thích ai mình nói. Mình phải nhá hàng đúng cho rồi, mình thích là mình phải bật nói. Thanh liền luôn. Nhiều khi người ta cũng thích mình á mà người ta thấy mình không nói người ta ngại luôn. Đúng rồi. Nói chơi vui, nói em khoái anh quá. Yêu anh luôn á. Giả bộ nó chơi chơi nhưng nửa chơi nửa thiệt. Biết đâu người ta có mình nhá hàng gọi là mở bật đèn xanh đó. Vậy là con phải gặp chú Quyền Linh sớm hơn chứ đúng giờ rồi. Là hơi trễ rồi. Thôi trễ không, giờ. Bây giờ không trễ. Không trễ. Bây giờ mới là đúng có thời điểm bên nào. Đây rồi. Đúng rồi. Rồi. Dạ. Bên đây được đó. Cái mẫu hình lý tưởng của Hoàng như thế nào? Giờ thì cái giọng nữ bạn nghe thì rất là êm dịu. Tính tình thì thấy có thể là em mường tượng thì giống như là một phụ nữ là cái bạn nữ đó tóc dài nè. Tưởng tượng rất nhiều cái ưu điểm tập hợp về cái bạn nữ này. Ông này cũng tưởng tượng mà. Ông mơ mộng ông nữa mơ mà. Thành ra mơ mộng chắc như một cái thiên thần nào đó mà được thiệt. Bên này đẹp, dễ thương nữa. Là anh muốn hỏi là Hoàng có một cái tiêu chí như thế nào khi mà tìm một người vợ tương lai? Bạn nữ đừng quá mập, đừng có quá ốm mà được. Bên kia vừa luôn, đều đặn luôn, ba dòng đều nhau luôn. Ba dòng đều nhau luôn. Không không, không không ba dòng khác nhau chứ quên, cân đối nhau quên, mình nói chữ đều rồi. Mình thích bạn gái gì nữa? Cái giọng nói như vậy là quá ok rồi. Giờ em có điều gì em không thích ở phụ nữ nè? Khi mà tức giận thì đừng có nóng tính quá, khi phát sinh ra mâu thuẫn thì cứ từ từ giải quyết. Em thấy bạn nữ thường hay là có gì bức xúc thì cứ up trên mạng xã hội thì nó đâu có hay cho lắm. Sao bạn này là không có luôn, bạn này là tích cực rất không à? Tích cực. Tôi đại diện nhà trai, tôi thấy ok nhà gái lắm, okay, rồi không còn gì để nói nữa chứ. Bây giờ cô gái bên kia à, cô mong muốn cái người chồng tương lai của mình thế nào? Thật ra thì em cũng chưa yêu ai bao giờ nên người chồng tương lai của em cũng chưa dám nghĩ tới. Nếu mà một người đó là ôn nhu, anh ấy có thể rõ ràng nói với em mọi chuyện giống như là khó khăn gì đó, vui buồn thì có thể trao đổi với em, chứ không phải là để em nhận thấy rồi em hỏi. Thì lúc đó câu chuyện lỡ vui thì không sao, chứ chuyện buồn thì chắc có sao. Tức là phải chia sẻ. Dạ đúng rồi. Em rất là thích người khác chia sẻ cho em, tại vì
em cũng thích nghe những câu chuyện của mọi người á. Anh bên kia có giới thiệu là anh có biết làm việc nhà. Em rất là thích cái ưu điểm này của anh. Do là em cũng hơi đoản, làm hơi nhanh nên em có khả năng, nhưng mà nó không có được perfect như là những người con gái khác. Nên em nghĩ là anh có thể làm chung với em. Em làm chung với anh rất là vui. Rồi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xem cặp đôi như thế nào. Em đi với ai? À, em đi với chị của em. Dạ chị Hà. Dạ em chào chị. Em xin chào MC Ngọc Lan và MC Quyền Linh, các cô chú, anh chị và các bạn ở trong phim trường ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Anh Thư và em là chị họ của bạn Trần Thụy Bảo Trâm. Chị thì chị thấy là bạn Hoàng á, là một chàng trai giản dị nè. Bên ngoài thì có một cái sự dễ nhìn, bạn cũng có cái sự chân thành. Hoàng ơi, bạn Trâm nhà chị á, thì là một cô gái rất là trong sáng, hiền lành, hiền hòa. Chị không chỉ là một người chị mà còn là một người đồng nghiệp với Trâm nữa. Thì chị thấy đúng như là những gì Trâm cũng đã chia sẻ, bạn có một sự lạc quan và thậm chí là rất là hề hước nữa. Cho nên nếu như mà ai đó ở bên cạnh Trâm thì sẽ hầu như là không có khi nào cảm thấy buồn. Chị cũng mong là ngày hôm nay hai đứa sẽ cho nhau một cơ hội giống như hai bạn đã nói. Một bạn thì cần phải có sự dũng cảm, còn một bạn thì cần phải có sự quyết liệt. Cảm ơn nhà gái. Hoàng đi với ai Hoàng? Dạ em đi với mẹ em ạ. À rồi, chào nhà trai, chào mẹ của Hoàng. Xin chào, thì thấy cũng được. Dạ không biết nói gì nãy giờ vô run quá. Run quá hả? Nhưng mà thấy nè, cái cô gái bên này có hợp với mình hay không? Ăn thua là cha chịu là cái gì cũng được hết á. Gì cũng được hả? Được. Giờ muốn có dâu chưa? Cũng muốn lắm. Đã. Cô là có mấy người con trai? Có đứa mình à. Mình anh? Dạ, đang trong cái cháu nội thôi à, chứ gì á. Có mình luôn hả? Nhưng về nếu về là phải làm dâu đúng không cô? Ba đứa con gái, đứa con trai, mình nó con trai. À, vậy là phải làm dâu rồi. Dạ, tùy theo à. Giờ mà mấy đứa muốn ở chung cũng được, mà ở riêng cũng được. Ở riêng cũng được luôn hả? Sao cũng được á. Trời quá tuyệt vời. Trời, ngon lành. Vậy là chịu ha. Okay. Nếu được làm liền á. Thì còn kêu là giờ chỉ trông cháu nội để chăm thôi. Trời ơi. Rồi, cảm ơn nhà trai. Mở rào đi cho đúng hai bên rồi. Cùng gặp mặt đi. Mở rào. Chào chào bạn. Anh có món quà muốn tặng cho em. Em tên là Trâm đúng không? Dạ đúng rồi anh Hoàng. Anh có cành hoa nhưng mà em có thể mở ra. Thì đây là chiếc nhẫn anh tặng em làm kỷ niệm. Trời, bất ngờ quá. Đây là lần đầu tiên em có người khác giới tặng quà. Đeo luôn. Tội nghiệp con bé. Chị cầm giúp cho. Bạn lấy ra. Đúng rồi. Sáu mối tình mà sao thấy không biết là nó chưa có dừa kinh nghiệm gì hết trơn. Dừa. Trời ơi. Cảm ơn anh. Đưa lên coi đẹp không? Đưa lên coi trước coi đẹp không? Dạ, đây ạ. Trời, chiếu dữ vậy ta. Dạ, em cũng có một món quà cho anh. Em mong là mỗi lần mà anh sử dụng món quà này của em thì coi như là em mời anh một ly cà phê ạ. Anh cũng sẽ làm một cái bong bóng tặng cho em. À. Để cho biết cái nghề nghiệp của anh. À. Anh cầm. À. Cảm ơn anh. Rồi, đứng sát bên mà. Dạ. Làm thì làm có ống bơm luôn, có gì bể xe có ống bơm luôn nha. Thì anh sẽ làm con gấu tặng cho em. Đầu tiên anh bể hình luôn. Thôi bể hình luôn. Trời giỏi ghê luôn á. Bể Trâm trên đó luôn nha. Đây là hai con mắt và cái chân mày, đây là lông mi. Đây là cái nút áo sơ mi của nó. Anh tặng em. Giỏi. Dạ. Đây là con gấu anh tặng cho em. Hy vọng rằng thì anh sẽ thuyết phục được em bấm nút. Và anh sẽ trở thành hiện thực là anh sẽ là con gấu của em. Mời anh nè. Tâm tặng gì cho Hoàng đi. Em có chọn cà phê em thích nhất. Em mong là Hoàng. Không biết là anh có uống được cà phê không. Nhưng mà nếu mà không uống được anh cũng uống thử một ly. Coi như là em muốn là mời anh ly cà phê để có gì mình nói chuyện. Uống cảm ơn cà phê của em là để đê mê đó. Lúc đầu anh giới thiệu đây anh không uống cà phê, nhưng mà em tặng cà phê thì anh có thể là anh bỏ được cái tính cách không uống cà phê của anh sẽ tập luyện cà phê sữa anh uống được. Dạ. Em tức là mỗi một cái tiệc đồ á là em tới em trang trí về bong bóng cho cái bữa tiệc đó đúng không? Dạ đúng rồi, em trang trí cho tiệc cưới với sinh nhật event. Em có kinh nghiệm cũng hơn 13 năm rồi. Wow. Đây là một cái nghề đòi hỏi cái tính sáng tạo rất là nhiều luôn. Nha mọi người. Cái tư duy rất là tốt luôn á. Một ngày nào kiếm 5 cái sinh nhật thôi. Anh trang trí cho người ta thì lúc người ta quen nhau nè, rồi lúc người ta kỷ niệm quen nhau nè, lúc người ta kết hôn nè,
lúc người ta sinh con nè, rồi đầy tháng thôi nôi thì anh làm hết giống như tất cả sự kiện của họ vậy đó. Rồi lúc người ta hấp hôn nè. Nhưng mà rồi lúc người ta kỷ niệm vàng bạc nè. Kiểu như giai đoạn nào đặc biệt của một con người anh đều có xuất hiện được. Đúng rồi, cái là cái nghề của anh rồi đó. Ồ dạ. Thì anh mong rằng thì cái sự kiện của mình thì nó sẽ tới. Anh có cảm nhận như là nó đã tới rồi đó. Vậy đó anh. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đi. Bạn nữ thì trông giống như trong tưởng tượng của anh vậy đó. Có mái tóc dài nè, ngoại hình thì dễ nhìn. Với cái giọng nói em rất là êm dịu. Thứ hai nữa là tính em hay cười, nó làm cho anh bớt rung lại. Hồi nãy anh rất là rung, anh không biết nói chuyện gì cả. Mặc dù anh có chuẩn bị rất nhiều cái câu chuyện nhưng mà bây giờ đỡ hơn rồi. Em có má lúng đồng tiền à? À em có hai cái lận. Connect đó rất là cuốn hút á. Dạ, cảm ơn anh. Không biết là công việc của anh thì thời gian nó như thế nào nhỉ? Anh làm chủ kinh doanh tự do thôi à, cho nên thời gian anh cũng linh động được. À, công việc của em cũng hơi... em chỉ làm hành chính thôi, chứ không có làm overtime. Tuy nhiên là trong lúc mà làm việc em hay tập trung lắm, hạn chế cầm điện thoại luôn á. Thì không biết là khi mà anh có cảm thấy là khi anh nhắn tin cho em á, mà đợi em rệp hoài mà không thấy em rệp á, cảm thấy khó chịu không anh? Là anh gọi mà em không bắt máy được á, tại điện thoại em không có để trong người. Thì anh hiểu rồi, thì về công việc của em thì em thích tập trung vào công việc. Dạ đúng rồi. Anh năm nay 34 tuổi rồi, thì anh đứng góc độ qua cái lời em nói thì mình hãy là bạn thân của nhau trước. Ồ. Mới hiểu được nhau được, mình mới vung đắp được. Tại vì em cũng sợ, tại vì em cảm thấy là mọi người ở đây người ta tỏ lòng quan tâm là qua tin nhắn á. À, anh hiểu. Lỡ như mà người ta không rep, không có trả lời tin nhắn kịp á, thì lại thắc mắc, ồ, người kia có còn quan tâm mình hay không? Em tập trung vào công việc thì anh thấy cái này là ưu điểm mà. Ồ, dạ. Sao cả? Cho anh hỏi luôn thì em dự định là sẵn sàng đi đến hôn nhân á, thì trong bao lâu có thể là phù hợp với em được? Em nghĩ là khi mà em nghĩ em chọn đúng người rồi á, nếu mà anh ngỏ lời, ví dụ như anh chính là Mr. Right của em đi và anh ngỏ lời thì có thể là em sẽ đồng ý á. Nói chung là thời gian cũng cần có thời gian vun đắp, nhưng mà đó là tùy thuộc vào anh và em. Thì như là anh chia sẻ đấy á, thì việc đầu tiên của anh thì sẽ thuyết phục em bấm nút trước, thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn là nuôi dưỡng tình yêu. Bằng cách thì qua lời chia sẻ của em á, em muốn một người hiểu em đúng không? Thì mình hãy là bạn thân của nhau. Dạ. Yeah. Mình hãy là bạn thân cho nhau, mình sẽ nuôi dưỡng tình yêu, nó sẽ hành lâu bền thôi. Chương trình này là chương trình để chúng ta tìm một nửa của nhau mà chúng ta không có cơ hội gặp nhau trước đó. Thì lên đây tìm, bấm nút để mà bắt đầu một mối quan hệ là bạn trai và bạn gái. Chứ không phải lên đây bấm nút để bạn tìm một người bạn thân. Bạn phải xác định rõ cái việc này để chúng ta không bị mất thời gian. Nãy giờ tôi nghe câu này hai lần rồi nên thật sự tôi không hiểu ý của bạn. Tất là bấm này nút rồi làm một người bạn thân là sao, tôi chưa hiểu. Bây giờ ông Mai ra giải thích cho tôi nghe coi. Cũng hẹn hò để đi đến một cái xa hơn, nhưng mà chúng ta giống như người bạn thân vậy, để hiểu nhau thôi. Giống như là hai vợ chồng, vừa là bạn nè, vừa là tri kỷ nè, vừa là anh em nè, vừa là người yêu nè, vừa là vợ chồng nè. Trong đó thì trong tình yêu này nó có một chút bạn thân trong đó để dễ nói chuyện với nhau nữa, vậy phải không? Dạ đúng rồi. Ý em là vậy hả? Dạ, hay là sao? Em như ban đầu em sẽ thuyết phục hết bằng cách mọi cách cho bạn bấm nút, đó là ưu tiên hàng đầu của em. Rồi sau đó? Rồi sau đó thì mình sẽ từng bước nuôi dưỡng tình yêu, là một trong những cái các cách đó là làm bạn thân của nhau đó. Nếu mà vậy thì cụ thể chị xin lỗi, chị hơi gắt chỗ này là bởi vì chị phải bảo vệ ngưỡng gái của chị. Em gặp bạn bè của em giới thiệu đây là gì? Đây là bạn gái của mình. Ừ rồi, ok rồi xong. Tôi tại vì tôi nghe nói hai lần cái tôi bị sốc. Trong tình yêu có tình bạn ở trong đó. Thì đồng ý, nhưng mà đừng nói là bấm nút xong mà để làm bạn thân của nhau trước. Tôi bị sợ. Sợ gì sợ, chưa chi đã ào ào vô rồi. Tôi hơi hấp tấp hả mọi người? Ủa nhưng mà tôi sợ đúng mà mọi người, đúng không? Tự nhiên không có nói vậy biểu sao mà người ta không hiểu lầm. Nãy em nghe câu đó em bị sợ không? Dạ cũng hơi sợ. Người ta đã cố gắng thuyết phục bằng mọi cách để bấm nút, tức là người ta đã có thích trong đó rồi. Bây giờ Hoàng tới nắm tay bạn gái chút xíu nha. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt. Anh xin phép nha. Hoàng có thể hát một đoạn nào đó, giao lưu cảm xúc, hay là nói những cái lời nào đó từ trái tim của mình. Anh nói chung nhìn em thì cái đôi mắt em rất là long lanh. Anh chắc anh sẽ làm thơ đi ha. Ồ, cảm ơn. Dạ. Đôi mắt em long lanh làm lòng anh sao xuyến, miệng em cười làm hồn anh lung linh. Nhớ về em mới gọi bé yêu ơi, mặc dù anh không nhớ tên. Hình như em tên Trâm đúng không? Dạ đúng rồi, anh nhớ mà. Anh tên Hoàng. Dạ em biết. Thơ vậy thôi đó hả? Dạ. Thơ nó cũng lạ thiệt. Thơ xong rồi hả mọi người? Cũng dễ nhưng nhớ. Nhưng mà dễ thương mà. À bây giờ Trâm hát một bài hát nào, vẫn nắm tay đi, đừng có buông tay ra.
Trâm hát một đoạn nào đó tặng cho Hoàng nữa. Em sẽ hát cho anh bài em thích, bài đó tên là Cầu Hôn của ca sĩ Văn Mai Hương trình bày. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, bài ca khi yêu em thích lắm la li la. Mình hẹn nhau trên đoạn đồi đón nắng gió. Anh có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên và nói anh có yêu em không? Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, ta từng có nhau. Dạ, em xin hết rồi. Mình hát hay. Rụng tim, rụng tim. Thôi trở về ghế ngồi đi. Chúng ta đã giao lưu với nhau, nói chuyện với nhau, nghe ý kiến hai bên gia đình với nhau. Bây giờ thì mỗi người tự động lại tất cả cảm xúc, giữ lấy trong con tim của mình, đặt tay vào nút bấm, lặng đi một phút để xem con tim của mình nó có cùng chung nhịp đập với đối phương hay không. Một bên đã bấm, còn bên kia biết thế nào. 3, 2, 1. Chúc mừng. Ủa cái anh bên kia bấm nào luôn, không thấy luôn á. Quyết liệt mà. Đàn trai tôi quyết liệt lắm. Đàn trai tôi là chữ quyết luôn luôn đi chung với chữ liệt. Nào nắm tay đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Trời đẹp nè. Đưa cái nhẫn này ra Hoàng. Đưa đó. Nó chói chói đó. Nắm cái tay vậy nè Hoàng. Nắm tay vậy nè. Đó. Đưa ra đó. Cho nó chói cho người ta sợ chơi. Đó. Bây giờ chúng tôi sẽ có những phần quà dành cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina. Rồi. Chúc hai em hạnh phúc. Đi xuống hai đứa bạn nói chuyện đi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay, hai câu chuyện với màu sắc khác nhau. Mong rằng tất cả cặp đôi sẽ gặp luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là hạnh phúc dài lâu. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Chị nghe coi. Chị không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ sao dạy mầm non mà gắt. Dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không có dám gắt đâu. Nè không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Ủa đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Dạ thì đây em chị cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đằm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh ta. Nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không ạ? Ê, suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Thôi nha trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước hết là em chào MC Quỳnh Linh, MC Ngọc Lan với bạn nữ bên kia. Em tên Đoàn Ngọc Trình. Đoàn Ngọc Trình. Dạ, em năm nay 30. Dạ, em là làm artist 3D, tức là đồ họa 3D. À, đồ họa 3D. Dạ. Quê Trình ở đâu? Dạ em thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đó lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái. Rồi nhà gái đã nghe rồi, bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ em xin chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Thanh Hiền, năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh điểm yếu của nhà trai là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nhiều về kỹ thuật, về máy tính, với vẽ, cũng biết chơi thể thao ạ. Còn điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì em ăn thuốc. Căng thẳng quá hả? Dạ. Dạ là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc á thì có thể là hút ít hơn thôi, chứ tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc.
Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. À dạ, điểm mạnh của em á thì là em rất là vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh. À, điểm yếu của em á thì là em theo cảm nhận riêng của mình á thì là do là em dễ bị cảm xúc, dễ bị chi phối bởi cảm xúc, và khi gặp một cái vấn đề gì đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình, một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm. Dạ, nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung với quan điểm chung á thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi. Dạ. Sao hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè, cô giáo? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa nhìn một xíu, cao hơn con một xíu. Ừ. Có cái công việc nó ổn định. Rồi. Và cũng biết quan tâm chia sẻ với con. Ừ. Dạ. Để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha. Dạ. Cao đó em, cao. Ngon. Cao chứ. Ngon. Rồi bây giờ mình tình trường của mình sao, mình kể sơ sơ cho chị nghe coi. Dạ, em thì chỉ có một mối tình ạ. Dạ, bạn là cùng cấp 3 rồi lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi. Cái mối tình nó mấy năm? 5 năm thôi. 5 năm hả? Rồi vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì? Tiêu chí của em là hiền lành, dễ thương với chịu khó. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được. Ngon, hơn luôn. Dạ. Hơn. Dạ, ưa nhìn là được. Dạ, vậy vậy. Gì nữa? Nhìn một cái là ưa liền. Dạ. Chị hứa luôn á. Rồi có cái gì, điểm gì mà mình không thích ở con gái không? Để chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non mà gắt. Dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không có dám gắt đâu. Nè, không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Dạ. Ủa, đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-in-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Bây giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước. Đúng không em? Chị đoán vậy đúng không? Dạ, đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ, là người nhà. Rồi. Dạ, chào các cô ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Trân, là đồng nghiệp với em Hiền. Thì em thấy là bạn trai bên đây là rất là dễ thương, Hiền. Thì thấy là Hiền cũng nên cho mình một cơ hội để làm quen với bạn bên này. Thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi, nhà trai đi với ai? Tôi ngứa ở cái ông Mai gì dữ lắm rồi đó. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, đi với anh họ. Dạ, em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và các khán giả ở đây và nhà gái ạ. Em là Huy, là anh họ của Trình và sống từ nhỏ với Trình. Thì nhà bố mẹ đang rất là ngóng nàng dâu. Dạ, thì đây em cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Để hai người tìm hiểu nhau thêm. Trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình đó, nên hay hút thuốc. Hy vọng có bạn Hiền thì đó, hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được. Yeah. Ông anh nói vậy, ông anh dễ thương ghê. Yeah. Phải học tính ông anh nói được. Đưa cô gái phải học được. Mai mốt á, là cô giáo mua trà sữa cho nó hút, cho nó quên hút thuốc nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha, mở rào. Tới công chuyện luôn, tặng bạn trước, tặng bạn trước. Em cũng có mình tặng, mình nói gì đi chứ không ra đưa. Cái món quà của em tặng cho anh á thì là một cái móc khóa ly trà sữa. Thì nãy như chú Quyền Linh có nói là em rất là thích trà sữa, và em cũng là hy vọng là cũng những cái lúc mà anh áp lực về công việc á thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích, cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc. Dạ. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Em xin phép được quà của anh. Dễ thương quá, em cầm ra luôn. Quà
nhà kỷ niệm hai người gặp nhau như có một cái duyên nữa. Hình như nhà trai tôi hơi hồi hộp rung, nó nhỏ quá. Bây giờ nhà trai đứng lên dân thể thao mà, đứng lên, không? Giờ hết đất cho nó nóng mái lên này. Nào, cho người ta chứng minh rằng là nhà trai mình khỏe mạnh đó. Một, coi chừng cái mặt nha, thấy không nổi nữa thôi nha. Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, thôi thẻ rồi, được rồi. Đó. Ổn chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy là thoải mái lên nha. Dạ vâng. Rồi, bắt đầu câu chuyện đi Trinh. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ, em hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được. Cũng gần. Dạ, hiện tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu? Em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi vậy nghỉ luôn đi. À, bây giờ mới hai gặp nào quên sao vậy? Hai bạn có cần anh trai với lại các cô lên đây nói giùm không? Chứ hai bạn quên hết rồi. Cảm nhận về anh như thế nào với em? À, cảm nhận đầu tiên của em thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất. Và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu. Em không biết là cái công việc của anh thì mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ? Giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi. Thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó thì mình thường là mình thức đêm mà. Nhưng mà đa số là cũng không có, cũng có thể sắp xếp được thời gian. Bây giờ á, là em gái hỏi nè, bên nhà trai á là làm 3D đó. Yeah. Tiếp xúc 3D, chữ 3D nó hay ảnh hưởng lắm á. Coi chị. Không đâu anh Quỳnh Linh. Có không? Bà em cũng men lắm á. Hả? Bà em cũng men lắm à. Chứ không... Lúc ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó. Với lại là cái kế hoạch tương lai của anh á, khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á, thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ? Kế hoạch anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 tháng đến năm thôi. Là tầm đó là mình có thể cưới rồi. Và khi mà ví dụ mà mình có tiến xa hơn á, thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở. Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Công việc nhà trai rất đơn giản, em chỉ bấm nút đi, em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi. Dạ. Với chỗ ngủ nè. Với chỗ ngủ nè. Dạ. Là bạn ấy lo hết. Bởi vì nghề này đơn giản chỉ có máy vi tính thôi, bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ. Yeah. Thế giới trong tay của bạn ấy, 3D trong tay bạn ấy luôn. Yên tâm nha. Hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình. Thì nếu bạn đi cùng với mình nữa thì có thể là bọn mình xây dựng một gia đình. Có một điều này là không biết là anh có biết nấu ăn hay không. À, được, nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng. Dạ, cố gắng ăn là sẽ được. Anh thì rất thoải mái luôn đó. Anh thì rất thoải mái. Em có dám ăn không? Anh cũng nấu tương đối được nhưng mà không có nhiều món thôi. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh cái chắc anh ta... nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? À, đúng rồi. Ê, suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Rồi bây giờ hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về cái cảm giác của nhau không? Dạ muốn. Tới công chuyện luôn, tới muốn luôn. Thì đứng dậy, hai bạn đứng dậy, chúng ta tiến lại gần nhau. Rồi, các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành, dễ thương. Mới là mẫu cái mẫu người gái, bạn gái của mình rồi. Bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn nữa. Tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình, mà mình thấy vui, hạnh phúc. Cái tay của anh thì rất là ấm. Dạ. Và em cũng thích cái người con trai là ấm áp một xíu, nhìn tình cảm với em một xíu. Và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em, do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là áp lực. Dạ. Hát liền, hát bài liền. Mạnh mẽ lên. Để anh hát một bài cũng được ha. Dạ, có vẻ hơi dở nhưng mà... Em là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, làm trái tim anh... À, anh quên. Hay à.
Bài ca tôi hát hay á. Em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài về mầm non. Ba ngọn nến lung linh. Hát bài khác rồi. Dạ. Ba ngọn nến lung linh. Dạ. Ba ngọn nến lung linh đó cũng ý nghĩa. Ừ, được. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. La 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá. Rồi, rồi chúng ta về ghế. Mình hãy làm theo nhịp tim của mình, làm theo suy nghĩ của mình, bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó và quyết định bằng chính mình các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đó. Chính thức, mấy cô khỏi phải lo nữa. Có người này lo. Nào hãy nắm tay nhau. Hand in hand. Đó, trời, cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn. Bây giờ cô giáo ở đây, nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình. Bây giờ mình nói là thưa hai bác, thưa gia đình của bạn gái mình. Cháu chào bác gái và bác trai. Hiện tại thì bọn cháu thành đôi thì có cháu thành để chăm đôi. Sóc bạn. Bạn tên gì? Tên gì á, không phải ác á. Hiền ạ. Nói lợi. Cháu sóc bạn Hiền đến suốt cuộc đời. Có nhớ anh tên gì không? Dạ đúng quá, cũng à? Quên mất rồi. Trình. Anh Trình. Trạng Trình đó. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha. Ai dễ thương ha. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Em cố lên nào. Cố lên làm trai nha. Rất dễ thương. Ok, nào. Dạ, em cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì Ngọc Lan của Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Chị nghe coi. Em không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non mà gắt. Dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không dám gắt đâu. Nè, không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Đó. Ủa, đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Dạ, thì đây em chị cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh ta. Nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Đúng rồi. Ê, suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Thôi nha trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước hết là em chào MC Quỳnh Linh, MC Ngọc Lan với bạn nữ bên kia. Em tên Đoàn Ngọc Trình. Đoàn Ngọc Trình. Dạ, em năm nay 30. Dạ, em là làm artist 3D, tức là đồ họa 3D. Đồ họa 3D. Dạ. Quê Trình ở đâu? Dạ, em thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đó lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái. Rồi, nhà gái đã nghe rồi, bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Thanh Hiền. Năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non. Và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh, điểm yếu của nhà trai là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nhiều về kỹ thuật, về máy tính, về vẽ, cũng biết chơi thể thao ạ. Còn điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì em ăn hút thuốc. Căng thẳng quá hả? Dạ. Dạ, là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc á thì có thể là hút ít hơn thôi, chứ tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc.
Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. À, dạ, điểm mạnh của em á, thì là em rất là vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh. À, điểm yếu của em á, thì là em theo cảm nhận riêng của mình á, thì là do là em dễ bị cảm xúc, dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Và khi gặp một cái vấn đề gì đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình. Một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm. Dạ, nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung với quan điểm chung á, thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi. Dạ. Hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè, cô giáo? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa nhìn một xíu, cao hơn con một xíu. Có cái công việc nó ổn định. Rồi. Và cũng biết quan tâm chia sẻ với con. Dạ. Để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha. Dạ. Cao đó em, cao. Ngon. Cao chứ. Ngon. Rồi bây giờ mình tình trường của mình sao, mình kể sơ sơ cho chị nghe coi. Dạ, em thì chỉ có một mối tình ạ. Dạ, bạn là cùng cấp 3 rồi lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi. Cái mối tình nó mấy năm? 5 năm thôi. 5 năm hả? Rồi vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì? À, tiêu chí của em là hiền lành, dễ thương với chịu khó. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được. Ngon, hơn luôn. Dạ. Hơn. Dạ, ưa nhìn là được. Dạ, vậy vậy. Gì nữa? Nhìn một cái là ưa liền. Dạ. Chị hứa luôn á. Rồi có cái gì, điểm gì mà mình không thích ở con gái không? Để chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non dạy mầm non đâu. Dạ. Có gắt gỏng được. Dạ. Không có gắt đâu. Nè, không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Dạ. Ủa, đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới. Làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu. Và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Vậy giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước. Đúng không em, chị đoán vậy đúng không? Dạ, đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ, là người nhà. Rồi. Dạ, chào các cô ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Trân, là đồng nghiệp với em Hiền. Thì em thấy là bạn trai bên đây là rất là dễ thương, Hiền. Thì thấy là Hiền cũng nên cho mình một cơ hội để làm quen với bạn bên này. Thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi, nhà trai đi với ai? Tôi ngứa ở cái ông Mai gì biểu lắm rồi đó. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, đi với anh họ. Dạ, em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và các khán giả ở đây và nhà gái ạ. Em là Huy, là anh họ của Trình và sống từ nhỏ với Trình. Thì nhà bố mẹ đang rất là ngóng nàng dâu. Dạ, thì đây em chị cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Để hai người tìm hiểu nhau thêm. Trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình đó, nên hay hút thuốc. Thì hy vọng có bạn Hiền thì đó, hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được. Yeah. Ông anh nói vậy, ông anh dễ thương ghê. Yeah. Phải học tính ông anh nói được. Đi cô gái phải học được. Mai mốt á, là cô giáo mua trà sữa cho nó hút, cho nó quên hút thuốc nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Tới công chuyện luôn. Tặng bạn trước. Tặng bạn trước. Em cũng có mình tặng mình nói gì đi chứ không ra đưa. Cái món quà của em tặng cho anh á, thì là một cái móc khóa ly trà sữa. Thì nãy như chú Quyền Linh có nói á, là em rất là thích trà sữa. Và em cũng là hy vọng là cũng những cái lúc mà anh áp lực về công việc á, thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích, cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc. Dạ. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Em xin phép được quà của anh. Dễ thương quá, em cầm ra luôn. Quà nhà
kỷ niệm hai người gặp nhau nhưng có mất cái duyên nữa. Hình như nhà trai tôi hơi hồi hộp rung, nó nhỏ quá. Bây giờ nhà trai đứng lên dân thể thao mà, đứng lên, phải không? Giờ hít đất cho nó nóng máy lên đây. Nào, cho người ta chứng minh rằng là nhà trai mình khỏe mạnh đó. Coi chừng cái mặt nha, thấy không nổi nữa thôi nha. Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, được rồi. Đó. Ổn chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy là thoải mái lên nha. Dạ vâng. Rồi, bắt đầu câu chuyện đi Trinh. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ, em hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được, cũng gần. Dạ, hiện tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu? Em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi vậy nghỉ luôn đi. Bây giờ mới hai bạn gặp nhau quên sao vậy? Hai bạn có cần anh trai với lại các cô lên đây nói giùm không? Chứ hai bạn quên hết rồi. Cảm nhận về anh như thế nào với em? Cảm nhận đầu tiên của em á thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất, và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu. Em không biết là cái công việc của anh á thì mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ? Giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi. Thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó thì mình thường là mình thức đêm mà. Nhưng mà đa số là cũng không có, cũng có thể sắp xếp được thời gian. Bây giờ á, là em gái hỏi nè, bên nhà trai á là làm 3D đó. Dạ. Tiếp xúc 3D, cái chữ 3D nó hay ảnh hưởng lắm á. Coi chị. Không đâu anh Quỳnh Linh. Có không? Bà em cũng men lắm á. Hả? Bà em cũng men lắm à. Chứ không. Lúc ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó. Với lại là cái kế hoạch tương lai của anh á, khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ? Anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 tháng đến năm thôi, là tầm đó là mình có thể cưới rồi. Và khi mà ví dụ mà mình có tiến xa hơn á thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở? Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Công việc nhà trai rất đơn giản, em chỉ bấm nút đi, em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi. Dạ. Với chỗ ngủ nè. Chứ... Dạ. Là bạn ấy lo hết. Bởi vì nghề này đơn giản chỉ có máy vi tính thôi, bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ. Dạ. Thế giới trong tay của bạn ấy, 3D trong tay bạn ấy luôn. Yên tâm nha. Hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình. Thì nếu bạn đi cùng với mình nữa thì là bọn mình xây dựng một gia đình. Có một điều này là không biết là anh có biết nấu ăn hay không. À được, nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng. Dạ cố gắng ăn là sẽ được. Anh thì rất thoải mái luôn đó. Anh thì rất thoải mái. Em có dám ăn không? Anh cũng nấu tương đối được nhưng mà không có nhiều món thôi. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh tế. Nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, tôi suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Rồi bây giờ hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về cái cảm giác của nhau không? Dạ muốn. Tới công chuyện luôn, tới luôn. Muốn thì đứng dậy, hai bạn đứng dậy, chúng ta tiến lại gần nhau. Rồi, các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành, dễ thương. Mới là mẫu cái mẫu người gái, bạn gái của mình rồi. Bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn nữa. Tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình, mà mình thấy vui, hạnh phúc. Cái tay của anh thì rất là ấm. Dạ. Và em cũng thích cái người con trai là ấm áp một xíu, nhẹ nhàng tình cảm với em một xíu. Và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em, do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là áp lực. Dạ. Hát liền, hát bài liền. Mạnh mẽ lên. Để anh hát một bài cũng được ha. Có vẻ hơi dở nhưng mà em là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió làm trái tim anh. Anh quên. Hay à. Bài ta tôi hát hay á.
Em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài về mầm non. Ba ngọn nến lung linh. Hát bài khác thôi. Dạ. Ba ngọn nến lung linh. Dạ. Ba ngọn lung linh đó cũng ý nghĩa. Ừ, được. Cha là cây rồi, nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. La 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá. Rồi, rồi chúng ta về ghế. Mình hãy làm theo nhịp tim của mình, làm theo suy nghĩ của mình, bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó và quyết định bằng chính mình các bạn nhé. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đó. Chính thức mấy cô khỏi phải lo nữa. Có người này lo. Nào hãy nắm tay nhau. Hand in hand. Đó, trời, cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn. Bây giờ cô giáo ở đây nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình. Bây giờ mình nói là thưa hai bác, thưa gia đình của bạn gái mình. Cháu chào bác gái và bác trai. Hiện tại thì bọn cháu ở thành đôi thì có cháu để chăm sóc bạn. Bạn tên gì? Tên gì á, không phải ác á. Hiền ạ. Nói lời. Cháu sóc bạn Hiền đến suốt cuộc đời. Có nhớ anh tên gì không? Dạ đúng quá, cũng à? Quên mất rồi. Trần. Trạng Trình đó. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha. Ai dễ thương ha. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Em cố lên nào. Cố lên thằng trai nha. Rất dễ thương. Ok, nào. Dạ, em cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì Ngọc Lan của Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời.